Rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Trung Mô Tô 88, Trung Trần Mô Tô, kênh chuyên mua bán, thu mua và trao đổi tất cả các dòng xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng, đặc biệt là xe nhập khẩu hải quan chính ngạch, sang tên toàn quốc, số khung, số máy chuẩn chỉ. Và ngoài ra thì em cũng chỉ thu mua những chiếc xe gọi là số khung, số máy zin có thể sang tên toàn quốc được, nhập khẩu hải quan chính ngạch hoặc là thanh lý sang tên toàn quốc nha mọi người. Và xe phải cực kỳ chuẩn chỉ, xe chạy lướt, xe không có xảy ra tai nạn đó, hoặc là tranh chấp về giấy tờ nha mọi người. Đó thì những chiếc xe đó thì em mới có nhu cầu để thu, để tránh tình trạng mất thời gian của mọi người đó. Và ngoài ra em còn 6 năm nay đó thì làm tất cả các bằng lái nha mọi người, bằng lái A1, A2, B1, B2, C và các hạng nâng dấu đó, và làm nhanh cho mọi người. À, mọi người cần những cái thông tin gì về tất cả những cái em vừa nói thì xin trao đổi với em qua số điện thoại 0932 111 288 hoặc là tới tận nhà em đi. Đó, là cửa hàng 13 xe 24 đường Trần Cái Sương, phường 3, quận Bình Thạnh nha mọi người. Rồi, ok, và tiếp theo hôm nay là mình sẽ trở lại với nhà Honda lại nha mọi người. À, chiếc CB 650R Neo. Chiếc này là model 2022. À, nhưng mà đăng ký lần đầu tháng 12, đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 12 2021 nha mọi người. Một chủ đập thùng duy nhất đó, một chủ đập thùng duy nhất, và ảnh chỉ mới lăn bánh được, xem cái nào, lăn bánh được 595 km. Hôm nay là em đi rửa xe đó và đi đi chút chút, gần đây thì lên 600 cây nha, 600 cây. Xe thì còn như thùng nên mọi thứ thì nó như vậy. Đó, còn đủ hai chè. Rồi mọi thứ của nó là sổ bảo hành, catalog đầy đủ ha, bảo hành chính hãng đầy đủ. Đó, sổ bảo hành đồ còn đầy đủ, catalog đồ còn đầy đủ nha mọi người. Engine còn đầy đủ nha. Cái này là Insolo, này là em mới vừa mua thêm để gắn vô, engine còn đủ. Đó. Một chiếc xe như thùng thì mọi người cứ coi đi, nó không có gì để nói nhiều đây. Mọi người thấy không? Này. Đây là cái lớp người ta dán để bảo vệ cái thông tin số VIN đó, đó tem tem. Đó, nó còn dán luôn, chưa nở lột luôn mọi người. Hoặc là đi nhiều nó mới bung ra, còn này mới đi ít quá nên nó chưa có bung ra đâu. Đó, phải rửa xe vài lần nữa nó mới bung ra. À. Mọi người ha, model 2022. Đó, đăng ký lần đầu cũng như lần cuối là 2021, một chủ đập thùng nha mọi người. Nguyên con xe zin nè, đó. Người coi đi, ốc ác. Chỉ mới 500 mấy 600 cây thì lướt qua thôi. Thật sự nó cũng không có gì để coi nhiều. Và có lên đồ chơi như thế này. Cái yên solo thì nãy em mới nói là em mới mua vắn gắn vào, cái này cũng vậy. À, mão chắn gió CB1000 em cũng mới mua để gắn vào cùng với cái yên đó. Ngoài ra thì xe đã được trang bị thêm này đó, chống đổ bánh trước, chụp cốp trước ha, chống đổ thân mọi người thấy không đó, chống đổ thân đó, đó là những cái cần thiết của con xe đó. Ngoài ra thì xe rất là mới nè, đường chỉ đỏ xanh, bánh trước bánh sau như một y chang đó. Thì con xe này hiện tại là ở hãng lăn bánh ra tên bao tên Sài Gòn luôn là 284 triệu, 284 triệu. Thì con xe này một chủ đập thùng model 2022 chỉ mới lướt có gần 600 cây, chung bán giá rất là mềm, 248 triệu nha mọi người, 248 triệu. Mọi người có thể xem xe trực tiếp khi qua nhà Trung đó, là Trung thiện chí, Trung sẽ fit thêm chút ít cho mọi người, vì thật sự cái giá 248 đã là rất tốt ha, đó so với 284 triệu đó, ở ngoài xe hãng. Mọi người nên cân nhắc tí xíu, mình lời được, mình tiết kiệm được mấy chục triệu đó, tiết kiệm được mấy chục triệu mà con xe đâu có khác gì xe hãng đâu. À, tem tiết nè còn đầy, rất là đầy đủ, còn rất là đầy đủ, không thiếu một cái gì hết. À, đó, không thiếu một cái gì hết. Và cái ưu điểm của nó là cái biển số Sài Gòn, xe đang có cái ưu điểm là biển số Sài Gòn, biển số thành phố Hồ Chí Minh đó mọi người. Mọi người ai ở tỉnh hay ở đâu gì đó muốn mua chiếc xe này, khi mà sang tên về á, là sẽ không bị mất cái tiền biển số,
vì biển số Sài Gòn ở đây đã đóng là 4 triệu rồi ha. Rồi và thêm một cái nữa là thuế, thuế đi tất cả các nơi trong nước đều là chỉ là 1% ha, 1%. Còn mọi người cứ nên so sánh, nếu mà mọi người mua nhầm cái xe nó có rẻ hơn chút xíu thì thật sự là mọi người coi lại cái biển số, nó đang là biển số tỉnh hoặc biển số huyện. Biển số huyện mọi người đi sang tên về, mọi người có khi người ta không, có người không biết mua lầm về sẽ ôm cục thuế là 5% ha, đóng thuế 5% thì nó nặng. Còn con xe này đi tất cả toàn quốc, thuế chỉ 1% và không tốn tiền biển số, đó là ưu điểm của nó mọi người. Rồi mọi người nhìn qua một con xe một cái nha, em mở lên cho mọi người xem. Đấy, nổ máy nhẹ một cái nè. Máy zin thì nó chỉ có vậy thôi mọi người. Ok, nó máy zin thì nó chỉ có vậy thôi mọi người ha. Rồi mọi người cần thêm thông tin gì nữa về con xe xin trao đổi với em trực tiếp qua số điện thoại 0932111288, hoặc mọi người có thể để lại comment trong cái video clip này. Đó, em sẽ vào em trả lời cho mọi người ha. Rồi mọi người cần thêm bất cứ thông tin gì sau này cứ alo cho em nha mọi người. Rồi em xin cảm ơn mọi người, cảm thấy video clip này hay thiết thực, mọi người xin like share và đăng ký kênh em để những con xe tiếp theo về có thể xem được nhanh nhất, xem qua xem vui cũng được, em rất là cảm ơn. Rồi xin cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người có một buổi một ngày thật là vui tươi may mắn, thuận lợi công việc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.